sai khi nói rằng em ơi là em đã sai khi nói rằng mày phải chết. Sẽ đấu thứ ba và đây là trận đấu đầu tiên. Đây là bài Seng, đây là cái thủ mạnh hào. Có voi luôn và đánh bài tàu thôi. Đơn giản quá rồi. Và gặp tôi đánh bài tàu. Đây là quả đầu đến từ cái thủ mạnh hào ra với bài cầm Seng của mình. Con voi đầu tiên được anh đưa về nhà chính. Rất ổn và đang tìm rừng. Và đánh cũng chờ xem. Ôi, quả phụ luôn. Ôi ôi. Ôi quýt thầu ơi, quýt. Đánh đấm cây gì tầm này nữa em ơi. Quýt thôi. Ôi ôi. Lại thấy thêm bãi quả nữa. Ôi ôi. Vâng, bài đi dò vòng 3 bãi quả đến từ Seng đi, chịu rồi. Vâng, dò một vòng 3 bãi quả luôn. Vâng, tập này chịu anh em ơi. Lần này thì không có dò lỗi quả nữa anh em nhá. Lần này không dò lỗi nữa. Lần này tôi dò đủ 3 bãi rồi anh em ơi. Không thể lỗi quả đến được Mạnh Hào nữa rồi. Dò đủ 3 bãi quả thì chịu đấy. 3 bãi quả luôn. Mét vuông đất 3 bãi quả ăn bao giờ hết được. Quá hay. Và đây là bài của Mạnh Hào khi được cầm Seng. Và đây cũng chuyển sang mặt máy của game thủ Chim Sẻ. Vâng, dò đúng vòng cả nhà 3 bãi quả luôn. Đây là bài pan Chim Sẻ, quả đầu 6 cây và nó hơi dốc. Một bầy yêu đầu 4 con đến từ game thủ Chim Sẻ đang chúng ta. Và chúng ta cần giành chiến thắng ở trong xe đấu bản lề, xe đấu thứ 3, vì kèo đấu chúng ta chỉ đánh 4 xe thôi. Nếu như giành chiến thắng ở trong xe đấu thứ 3 này thì chúng ta sẽ chỉ có từ cửa hòa đến cửa thắng thôi. Ôi ôi sếp ơi, em vừa đang tút. Alo, anh em vui lòng chờ mình trong đây đã. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu này. Đây là bài Pamelian dành cho game thủ Chim Sẻ. Chúng ta đã có hai bầy hươu rồi. Và đây là trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 3. Và đến với trận đấu đầu tiên ở trong trận đấu thứ 3, chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà chợ Lux Sport Việt Nam đã mang lại một kèo đấu cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn trong buổi tối ngày hôm nay. Chim Sẻ đóng Mạnh Hào đối đầu với BB Tiểu Bàn Thầu. Và xin trân trọng cảm ơn đến nhà chợ Lux Sport Việt Nam. Và anh em hãy nhớ ủng hộ cho nhà đại chợ của chúng tôi, nhà đại chợ Lux Sport Việt Nam với sản phẩm ghế massage Bostre đang có chương trình ưu đãi giảm giá 50% theo đường link mà mình đã ghi phần comment dành cho anh em có thể đăng ký mua hàng trong ngày hôm nay. Anh em hãy nhớ giảm giá 50% nha. Một chiếc ghế massage bây giờ chỉ còn giá 15.990.000 đồng ở trên livestream của game thủ Chim Sẻ thôi. Chốt đơn tại livestream luôn. Anh em hãy truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để ủng hộ cũng như là cổ vũ cho nhà đại chợ của chúng tôi đã mang đến một kèo đấu hấp dẫn như thế này. Và đường link mình ghi phần comment anh em nhé. Ghế massage Bostre, một sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho anh em. Thật sự tuyệt vời luôn. Và anh cùng quay trở lại với màn máy game thủ Chim Sẻ. Chắc chắn nó được Mạnh Hào nhường cho bãi quả rồi. Chưa còn cái bài Seng 3 quả đi ăn đến hết trận vẫn chưa xong. Đây là bãi quả phụ mà Mạnh Hào nhường cho Chim Sẻ. Một bãi quả có 5 cây thôi. Đúng là đồ thừa bạn ạ. Đồ thừa người ta cho thì không bao giờ là đồ ngon rồi. Chỉ có 5 cây và lại còn ken vào bãi vàng nữa cơ. Đúng là đồ thừa đồ bỏ đi thì mới đến lượt thằng em ăn đấy. Còn đồ ngon thì anh vú hết rồi. Đây. Đồ ngon đấy. Úi dồi ôi, bài ông Hào. Úi dồi ôi, không dò lỗi quả thì dò thiếu voi. Vâng, thần kinh với ông này mất. Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Bịp chưa? Nhầm, xin lỗi các bạn. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Châm ngôn với tục ngữ còn nhớ sai thế này. Đây. Ở đây có khi lại còn là đôi voi đấy. Đôi voi thật đấy chứ. Vâng, không đùa được chỗ này đâu. Bài nhiều đồ quá anh em mà không biết làm nào nữa. Vâng, anh đang câu cả voi về để ăn nữa đây. BB đóng rồi. Và trên này cũng có voi nữa. Sao lại lắm đồ thế nhỉ? Vâng, có xe giò đến người cầm màu 2. Đó là Tiểu Bàn Thầu. Thầu trận đấu này là người được cầm Sumerian đang đẩy xe giò vào nhà Mạnh Hào. Bài Seng quá nhiều đồ. Chỗ này phải lùi lại mới đóng được BM. Đây là BM. Và đây là BA. Một trận đấu đánh cung. Đến được cái thủ Mạnh Hào ra.
Donna E. Holmes. Holmes. Donna E. Và bơm rồi, chim sẻ này đến từ game thủ Mạnh Hào. Sẻ đánh chém trận này. Ôi bơm cho đến 900 thịt rồi này. Bơm nhiều thế. Bắt đầu ra ruộng rồi. Bài Mạnh Hào quá nhiều đồ anh em ạ. Cái BM đóng ở đấy là chuẩn anh ơi, vì không đóng được bên cạnh nữa. Bên cạnh nó là những con dốc rồi, không đóng được anh ạ. Nên phải đóng ở đấy thôi. 12.000 anh em đang xem đây rồi. Ây à, thằng thầu này chọc hơi nhanh nhá. Và BB đánh cung. BB đánh cung ở trong trận đấu này. Đánh cung A Minoan đến từ BB. Sẻ mất con dân của mình rồi. Hào đánh thẳng cung trận này. Đây có giò với phía đối phương. BB đánh cung ở trong trận đấu này nha. Anh em hãy chú ý. Anh em hãy chú ý. Thêm hai cái ruộng nữa đây, chim sẻ nắng và kín nhà đây rồi. Vâng, tê của Mạnh Hào bị tê BB bắn chết à. Đây rồi, xiên. Ăn được dân BB đấy. Một L đến từ game thủ chim sẻ nắng. Có định công gì không đây? Tham lai là 19. Đây con giò rồi bạn. Và lạc đà đến kìa. Có lạc đà đấy. Lạc đà Summer. Sẻ vẫn đang xiên ở đây. Này. Em ơi là em đã sai khi nói rằng. Em ơi là em đã sai khi nói rằng mày phải chết. Vâng, gấu với chúng tôi á, đánh cung à với chúng tôi này, thì đánh cung à với chúng tôi này. Chơi luôn. Vâng, dân của BB đang mang ra để có thể bo hốc của mình lại. Vâng, chỉ có một lạc đà đây thôi, vẫn tiếp tục chém được cái thủ chim sẻ nắng chúng ta. Vâng, chém luôn, còn lại là tiếp theo tuần vào được là B sẽ gãy. Vâng, tuần nào tuần lạc đà vào. Vâng, cung A đang là một áo, tiếp tục lọt vào nhà BB trong tình này. Thêm hai lạc đà nữa. Chém luôn. Vâng, quá nhiều dân BB đang phải nằm xuống. Đây vẫn là những con đồng dân của game thủ BB. Vẫn đang có lạc đà trong nhà BB. Một tình huống vẩy chém quá tốt đến cái thủ chim sẻ nắng chúng ta. Vâng, chém rất tốt, và đây là tiếp tục dân của game thủ BB. Vâng, quá nhiều dân rồi, bị gãy luôn. Chém cực kỳ gắt đến cái thủ chim sẻ nắng chúng ta. Bài đấu được cầm 30.000. Vâng, chém. Mạnh Hào đến luôn trong trận này. Vâng, quá gắt được bài pan này rồi. Trong đó đây mấy cái thủ Mạnh Hào ở nhà đang bị Superian tiểu bàn thầu chơi vào, nhưng tôi không quan tâm. Vâng, sẽ chém chết BB rồi. Vâng, sẽ chém chết BB rồi, không nói nhiều các bạn. Vâng, bài pan hơi cùi rồi. Hào đang cố gắng rỉa những con lạc đà Superian của BB, à, của tiểu bàn thầu. Rỉa. À vâng, như vậy là cuối cùng thì BB cũng đã resize. Và tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu thứ ba của chúng ta. Như vậy chúng ta đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trong buổi tối game này. 4 trận thắng liên tiếp dành cho chim sẻ nắng và Mạnh Hào. Trận chém rất tốt đến từ game thủ chim sẻ nắng chúng ta. Và chờ đợi trận tiếp theo ngay sau đây thôi.